Trong bộ DVD chủ đề Quảng Trị mùa hè 72, trận Thư Hùng Nam Bắc, chúng tôi xin được gửi đến quý vị đĩa DVD đặc biệt trình bày những hình ảnh và các câu chuyện về vị Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tổng thống Thiệu không còn nữa, ông đã về bên kia thế giới và không hề để lại một hồi ký. Ông đã mang theo nhiều bí ẩn về biến cố mất nước 30 tháng 4 năm 75, những bí ẩn mà chỉ có mình ông biết. Từ 35 năm qua, rất nhiều người đã viết về ông. Người khen, người chê, người binh vực, người chống đối, và cũng có cả những nhận định khen chê cùng lúc. Lẽ dĩ nhiên là Tổng thống, Tổng Tư lệnh Quân đội, ông chịu trách nhiệm tối hậu về sự tồn vong của đất nước và sự thắng bại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế, khi miền Nam sụp đổ và bị Cộng sản miền Bắc thôn tính vào ngày 30 tháng 4 1975, trách nhiệm chính vẫn là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bất kể những lý do cục diện thế giới thay đổi, sự tháo chạy của đồng minh Hoa Kỳ, phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, ông vẫn phải là người chịu trách nhiệm trước lịch sử. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, trong bài diễn văn từ chức Tổng thống, ông có lời than vãn rằng số ông ngày nào cũng xấu, giờ nào cũng xấu. Làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa không có ngày nào sung sướng. Nhưng sự thực, so với hàng triệu người dân miền Nam, so với hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, cũng như so với những gian khổ tù đầy vượt biên sau 75, vị Tổng Tư lệnh của chúng ta chưa từng có sự hy sinh xứng đáng với những người đã nằm xuống và với những chiến binh đã phục vụ cho quê hương miền Nam. Tuy nhiên, dần dần những người kết án, chống đối hay ghét ông giảm bớt. Người dân Việt Nam sống ở hải ngoại này đã có cuộc sống ấm no nên đã mở rộng tấm lòng thông cảm cho những yếu kém hay lỗi lầm của vị nguyên thủ quốc gia thời chinh chiến. Khi ông chết, không chỉ những người thân cận, ngay cả các chiến hữu cựu tù chính trị cũng đến tham dự lễ tang và bày tỏ sự tiếc thương. Tấm lòng cảm thông cho vị nguyên thủ quốc gia quá cố đang trở nên phổ thông bởi vì những sự kiện sau đây ngày càng sáng tỏ hơn. Cuộc chiến tranh Việt Nam nằm trong bàn cờ thế giới, đặc biệt tùy thuộc vào mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Cộng. Miền Nam, Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào đồng minh Hoa Kỳ về cả phương diện kinh tế lẫn quân sự. Khi Hoa Kỳ bỏ cuộc, thay đổi chính sách, Việt Nam Cộng Hòa không thể đứng vững một mình nên phải bị sụp đổ. Những lỗi lầm tham nhũng của gia đình Tổng thống hay đời sống riêng tư kém đạo đức dù được phơi bày, nhưng lòng người Việt sống ở thế giới tự do với tầm mắt mở rộng đã so sánh nên đã có sự bao dung đối với nhà lãnh đạo đã qua đời. Đồng thời, những người thân cận với ông đã mạnh dạn nói lên những ưu điểm về vị Tổng thống gần gũi với thuộc cấp, đồng thời gan dạ và có khả năng vững vàng của vị Tổng Tư lệnh Quân đội. Với những sự kiện đang trở nên phổ thông như vậy, thật là điều dễ hiểu khi người dân Việt ở hải ngoại đã thể hiện tình cảm quý mến dành cho cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, một lần nữa xin nhắc lại, là mất miền Nam tháng 4 năm 75 là trách nhiệm của toàn thể giai cấp lãnh đạo một thời, của các cấp chỉ huy cao cấp trong quân đội, của các tướng lãnh, trong đó Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Tư lệnh toàn quyền và độc quyền phải trách nhiệm chính trên xương máu của chiến sĩ và nhân dân miền Nam.
Trong dĩa DVD này, chúng tôi xin được ghi nhận lại những gì mà chúng tôi biết về cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và để quý vị tùy nghi nhận định về ông. Hôm nay, vì tình hình, cũng vì thời gian cấp bách, cái sự tổ chức của tôi nó cũng không được trang trọng đối với quốc dân đồng bào, cũng như đối với quý vị, đối với nền chính trị cán bộ. Thưa quý vị, thưa đồng bào và anh chị em, tôi đã phục vụ đồng bào và anh chị em suốt 10 năm nay. Nhưng tôi đã nói tôi không phải người thiếu tăng này. Không phải một cuộc biến tình, một cuộc xung đột, một cuộc vô thống mà làm cho tôi mãn chí, thiếu tinh thần, mất quyền lực mà ra đi một cách vô ý thức, vô thức. Cũng không phải một người áp lực của đồng minh, mà cũng không phải một cái sự phải chiến đấu tham gia với cộng sản mà làm cho tôi phải thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm mà ra đi. Sau đây là những hình ảnh về vị Tổng Tư lệnh đi thăm Tiền Đồn và lời kể của phóng viên Nguyễn Mạnh Tiến về chuyến đi thăm mặt trận An Lộc. Tôi được lệnh là vào trong đài phát thanh, họ gọi vào, có xe đến nhà đón gọi vào và nói là tôi ở trong đài và chuẩn bị mọi thứ để đi công tác xa, nhưng không biết được là đi đâu. Thì sau này mới biết là đi cùng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào trong An Lộc. Ông Thiệu ngày 7 tháng 7 ông vào trong đó để ủy lạo tinh thần chiến sĩ ở trong đó. Thì hôm tôi đi như vậy, tôi tường thuật vào trong máy liên tục. Bởi vì tôi là phóng viên chuyên về cái tường thuật tại chỗ nên tôi hay thích làm như vậy. Tức là đang đi thì nói luôn vào trong máy tường thuật luôn, rồi Tổng thống nói gì thì thu luôn vào trong đó để nó liên tục về, chỉ cắt bớt những cái đoạn thừa đi thôi là có thể phát thanh ngay. Thì hôm đó chuyến đi đó rất là đặc biệt, là giữ hết sức bí mật, và trên máy chỉ có một người phóng viên truyền thanh và không có những cái người của các cái cơ quan khác. Tổng thống Thiệu vào cái hôm đó đã chứng tỏ mình là vị Tổng Tư lệnh quân đội thực sự. Tức là ông vào tận trong chiến trường rất là hiểm nguy, vào trong đó vẫn còn đang pháo. Ông đi các nơi nói chuyện với binh sĩ rồi trở ra. Ông Thiệu có thể không cần vào An Lộc, không ai bắt ông ấy vào. Và đi như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì tôi đã đi, tôi đã biết. Và khi tôi đi vào với ông ấy, khi đi trở ra, tôi biết là nếu không lên máy bay nhanh, pháo một cái là phi công họ bỏ, rồi mình ở lại không biết đến bao giờ mới ra. Thì cái hành động ông đi vào An Lộc đó, tôi rất là kính trọng, tôi rất là kính phục. Bởi vì là đâu có ai có cái quyết định như vậy. Đi như vậy đó rất là nguy hiểm. Và một cái thành phố, một cái thị xã nó bị vây như vậy. Đến khi ông vào nó vẫn còn đang bị vây, từ tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 7 nó đang bị vây. Mà ông dám vào và họ vẫn pháo. Mà mục đích ông làm tôi nghĩ là không phải để tuyên truyền hay cái gì, nhưng mà đều là mục đích là ông muốn tôn vinh cái tinh thần chiến đấu của những cái người lính ở trong An Lộc, quân dân cán chính ở trong An Lộc, tất cả các đơn vị ở trong An Lộc, của sư đoàn 5, của biệt cách dù, của các anh em biệt động quân hay là của dù, họ đã đến tăng phái ở phía bên vòng đai bên ngoài. Ông muốn đến đó để nói chuyện với họ. Và thật sự là cái ngày đó tôi thấy là những người lính ở trong đó họ bị xúc động ghê lắm. Quần áo họ còn tơi tả, nghĩa là bụi đất, hay là họ đang sinh hoạt rất là bình thường trong một cái thành phố bị phong tỏa, thì anh biết rồi đó. Bây giờ họ thấy tổng thống của họ đứng lên trên một cái PT-76, một cái xác xe tăng của Cộng sản, đứng nói chuyện với họ, họ vỗ tay ghê lắm. Tôi là cựu Tổng trưởng Kế hoạch và Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó cũng là phụ tá của Tổng thống về tái thiết nền kinh tế. Tôi nghĩ rằng tôi có một cái trách nhiệm đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là người mà tôi đã gần sát ông trong những ngày tháng cuối cùng. Sự thật là tôi gặp Tổng thống Thiệu năm 71, là tôi về để trình bày với Tổng thống Thiệu một cái giải pháp hòa bình cho chiến tranh Việt Nam. Ông hỏi tôi, giáo sư ở Hoa Kỳ, giáo sư nghĩ thế nào, người Mỹ tính gì về Việt Nam? Tôi bảo dạ thưa Tổng thống, không có tính gì hết, nó bỏ rồi, họ bỏ rồi, chả có cái gì mà tính hết. Thì trước sau họ cũng bỏ, thì vì thế bây giờ Tổng thống phải tìm một cái con đường khác. Chứ bây giờ tôi nghĩ cái chính sách 4-0 của Tổng thống là không có ổn. Nhưng mà
tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đã sắp xếp hết rồi, lúc bây giờ cũng sự thật là quá muộn. Có nhiều người hỏi tại sao chúng ta để can thiệp như vậy, thì thôi xin trả lời rất rõ ràng. Mình lệ thuộc vào Hoa Kỳ từ hột gạo, từ manh áo, từ viên thuốc, chứ đừng nói là đạn dược, xăng nhớt, tàu bay, đại bác. Mình không có một cái gì cả mà phải tùy vào đồng minh Hoa Kỳ 100% như vậy, thì cuối cùng chỉ là bám víu. Có lần ông nói với tôi một cái câu mà tôi cũng rất làm suy nghĩ. Ông bảo là anh đấy không biết có cái chuyện gì đó, mà ông căng thẳng lắm. Thì ông ấy gọi tôi vào uống một ly rượu, mà ông thích cái rượu Chivas Regal. Đấy, thì ông ấy mời tôi vào buổi tối, ông uống một ly rượu, thì ông nói chuyện đó, thì ông bảo rằng, đấy anh để ý mà xem, khi nào Mỹ bắt tôi làm chuyện gì đó, mà tôi không làm nữa, thì anh đếm đúng 2 tuần lễ sau là có biểu tình. Biểu tình sinh viên, biểu tình hay là công giáo, biểu tình Phật giáo, biểu tình tham nhũng, biểu tình chống tham nhũng, thế nào có biểu tình. Đấy, thì đại khái là những cái áp lực nó rất nặng nề, mà mình khó cưỡng là vì mình phải tùy thuộc quá nhiều. Thưa giáo sư, khi giáo sư kể những chi tiết như vậy thì có phải rằng là cái nhiệm vụ tổng thống của ông, tổng thống Văn Thiệu đó có phải là cực kỳ khó khăn lắm, mà giáo sư có thấy những cái sự khó khăn đó như thế nào giáo sư? Vâng, tôi thấy ông ấy rất là cực kỳ khó khăn, trăn trở. Và tôi thấy là, tôi nghĩ rằng ông là một con người, có thể là ông ấy có những cái trách nhiệm đối với lịch sử. Ông có công, có tội với đất nước, lịch sử sẽ phán xét rất là phân minh. Nhưng mà riêng cá nhân tôi phải công nhận rằng tôi thấy ông là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn. Và ông ấy, cái đời sống của ông ấy rất là cô đơn. Đấy, mà có thể là cũng tại vì ông ấy có cái tính đa nghi mà tôi cũng đã nói với ông rất nhiều về cái chuyện đó. Nhưng mà ông ấy rất trăn trở hàng ngày một. Đấy, mà ông có lần ông nói với tôi là cái thời giờ của ông ấy mà để đương đầu với Mỹ còn nhiều hơn thời giờ để mà đương đầu với Cộng sản. Đấy, ông bảo là còn thì giờ khác thì tôi lại phải đương đầu với lại Công giáo, Phật giáo, hai ông cha vào nói 2 thứ tiếng, hai ông sư vào nói 2 thứ tiếng. Tôi không biết đường nào nữa. Rồi lại còn vấn đề đảo chính nữa. Thì ông bảo tôi thấy là ông có nhiều cái mối lo ngại lắm, chứ không phải là chỉ vấn đề Cộng sản. Và những cái bữa ăn sáng nhiều khi lại còn phải tìm cái hành lang ngồi cạnh cái cửa sổ để, tôi nghĩ rằng ông không nói ra nhưng mà tôi nghĩ rằng để cho khỏi bị nghe lén. Đấy. Nhưng mà nếu bây giờ giáo sư phải kết luận một câu về ông Nguyễn Văn Thiệu, thì giáo sư kết luận ông như thế nào? Ông có phải là một người yêu nước không? Tôi nghĩ ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người rất yêu nước. Đấy. Còn ông yêu nước cái cách nào, có đúng hay không, cái kiểu ông làm việc như thế nào thì tôi không dám phán xét. Tại vì tôi cũng không biết hết được những khía cạnh khác. Tôi chỉ biết một khía cạnh là cái chuyện ông đối với Hoa Kỳ thôi. Sau đây là những lá thư trích đoạn của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon gửi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu trong những năm tháng còn là đồng minh môi hở răng lạnh. I don't think that unless a greater effort is made by the government to win popular support that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. We can help them. We can give them equipment. We can send our men out there as advisors, but they have to win it, the people of Vietnam against the communists. We are prepared to furnish whatever economic aid, whatever military training and logistical support, whatever military equipment is required, in whatever quantities are required, and for as long as that is required. Vietnam, Mon Nam! Vietnam, Mon Nam! Vietnam, Mon Nam! Có những cái dấu hiệu mà đồng minh bắt đầu bỏ chạy đó là đầu năm 1968. Chúng ta không phải là đổ lỗi cho ai, nhưng mà có lẽ cái message chính cái là cái cách bỏ nhau, cái cung vâng. cách bỏ nhau, cái tình vâng. nghĩa đồng minh. Đối với nhận định riêng của tôi, ngày 30 tháng 4 của đất nước Việt Nam là một ngày định mệnh ngoài dự kiến của tất cả các quốc gia, các chính quyền, các quân đội và quần chúng mọi phía. Không ai có thể nói trước giờ đã biết rằng có ngày 30 tháng 4, kể cả Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nixon, Kissinger hay ông Thiệu, ông Kỳ. Thưa Tổng thống, nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ không thể mua được hòa bình hay danh dự, chuộc lại được những hy sinh
của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Nhưng nếu ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, ta phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Trân trọng, Richard Nixon. Thưa Tổng thống, tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng Giêng và sẽ ký vào ngày 27 tháng Giêng 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho mọi cuộc giảng hồi hòa bình tại Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức. Mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài cũng không thể cứu vãn được. Trân trọng, Richard Nixon. Tôi cho rằng ngài có hai lựa chọn chính yếu. Một là tiếp tục cản trở việc ký kết. Đó là hành động có vẻ lẫm liệt nhưng thiển cận. Hai là dùng bản hiệp định như một phương tiện để xây dựng một căn bản mới cho nền bang giao Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không cần phải nói ngài cũng biết rõ đây là con đường duy nhất để bảo vệ mục tiêu chung của chúng ta. Trân trọng, Richard Nixon. Sau đây là nhận định của đại sứ Bùi Diễm được thu hình vào tháng 9 năm 2009. Nước Mỹ là một nước lớn, là một siêu cường quốc. Nếu mà những người Việt Nam nghĩ rằng cần phải cái sự ủng hộ của nước Mỹ thì cái đó cũng là điều nên làm, nhưng phải hiểu rõ chính sách của nước Mỹ hết sức bất chắc. Chúng ta không thể nào mà hoàn toàn trông cậy vào nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ, vì những vấn đề nội bộ của nước Mỹ hay là những khả năng mà có thể nói có giới hạn của nước Mỹ trên thế giới. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào mà trông chờ hoàn toàn vào nước Mỹ nếu mà nghĩ đến tương lai của đất nước. Thưa bác, xin bác vui lòng cho cháu một cái nhận định về vai trò của Tổng thống Thiệu. Và đặc biệt đó là trong cái thời gian bác làm việc ở đệ nhị Cộng Hòa, bác có những cái cơ hội nào tiếp xúc với Tổng thống Thiệu và có đưa những cái đề nghị gì với ông Tổng thống không? Vâng, thưa thì trong cái thời kỳ mà tôi được dịp cộng tác với ông Tổng thống Thiệu thì tôi cũng có đưa ra những cái đề nghị, và đặc biệt là những đề nghị sau cái Hiệp định Ba Lê được ký kết năm 1973. Tôi quan niệm rằng Hiệp định Ba Lê dầu có xấu chăng nữa, có nguy hiểm cho Việt Nam chăng nữa thì cũng là một cái mức đánh dấu cái sự ra đi của người Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Và Việt Nam lúc bây giờ có thể nói với những người miền Bắc rằng thì là Việt Nam tranh đấu cho độc lập chứ không phải là tùy thuộc vào sức mạnh của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên rằng đây là một cái dịp hết sức đặc biệt, chứng tỏ rằng Việt Nam hoàn toàn độc lập, và vì vậy cho nên Việt Nam có thể quay hướng đi về phía các nước Đông Nam Á trên phương diện ngoại giao để mà tạo cái thế đứng của nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong cái vùng Đông Nam Á. Một điều thứ hai nữa mà tôi cũng nghĩ rằng thì là có thể đề nghị với ông Thiệu, tức là yêu cầu ông ấy mở rộng cái vòng tay kêu gọi cái sự đoàn kết của tất cả những thành phần Việt Nam, của tất cả những các giới ở trong xã hội Việt Nam để mà đứng lên cùng với chính phủ. Ông ấy là tổng thống, ông ấy có cái thế, ông ấy có thể làm được cái việc đó. Mà nếu mà có làm được việc đó thì có lẽ cái tình trạng của Việt Nam nó cũng có thể thay đổi được một đôi phần. Sau đây là nhận định của nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, nguyên là đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là sáng lập viên Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Vào những ngày cuối tháng 4 75, khi đọc diễn văn từ chức Tổng thống để giao quyền cho cụ Hương, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã than thở một cách hết sức chân tình. Ông nói rằng, trong suốt 9 năm cầm quyền từ Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cho đến hai nhiệm kỳ Tổng thống, tôi chưa bao giờ có được một ngày nào sung sướng.
năm nào cũng xấu, tháng nào cũng xấu, ngày nào cũng xấu và giờ nào cũng xấu. Tôi trong ngày hôm nay, nếu như muốn nói tử vi mà nói, năm nào cũng xấu, tháng nào cũng xấu, ngày nào cũng xấu, giờ nào cũng xấu. Nếu nói số mạng mà nói, chúng ta không được xấu. Đã không xấu, đã không hiểu hộ, cũng không tìm cách hữu thủ, cai trị đất nước. Có những cái vinh mà có những cái lợi đã chấp nhận những cái vinh mình đến với mình. Xuất thân cũng là một sinh viên sĩ quan trung bình như các bạn đồng ngũ, nhưng mà sau một thời gian ông đã có cơ hội làm chỉ huy trưởng trường võ bị lừng danh Đông Nam Á. Một cơ hội mà không phải là người sinh viên nào cũng gặp may như vậy. Trong suốt những năm chinh chiến từ cấp úy lên cấp đại tá, ông đã cũng luôn luôn trong vai trò khiêm nhượng. Giữa thời kỳ đảo tránh liên tiếp, các tướng lãnh tranh chấp hỗn loạn, rồi đến khi tạm ổn định, ông Kỳ xông ra làm thủ tướng. Trong hàng tướng lãnh cao cấp, quay đi quay lại, chợt không còn ai, Trung tướng Thiệu bèn lãnh vai trò quốc trưởng. Như vậy, trong số cả ngàn sĩ quan các cấp, biên trưởng Nguyễn Văn Thiệu là người đã từ quân đội bước ra tham chính một cách may mắn nhẹ nhàng nhất. Chẳng phải tranh chấp kèn cựa với ai, ông Thiệu đóng vai long trọng viên, thoát khỏi mọi trách nhiệm rắc rối mà ông Kỳ đang lãnh đủ, rồi từ vai trò quốc trưởng hậu trường, ông nhẹ nhàng lên ngôi tổng thống suốt hai nhiệm kỳ. Người Mỹ luôn luôn đứng cạnh ông, đó là người bạn trai Hoa Kỳ hết sức trung thành với cô gái Việt Nam dễ thương, không hề đòi làm hôn thú. Cho đến năm 1975, với những lá thư cam kết của Nixon bỏ vào trong túi áo, ông Thiệu quyết định rút bỏ vùng 1 và vùng 2, đánh vai văn bài tháo cái, hy vọng Hoa Kỳ quay lại cứu. Đây là hình ảnh của một bà mẹ trẻ giận dỗi người tình nên đành đoạn đem con bỏ chợ để dọa dẫm và ngóng chờ anh chàng quay lại. Ván bài gây tai hại cho cả miền Nam Việt Nam vì Mỹ ra đi, đã không trở lại. Rồi tiếp theo là ngày 30 tháng 4, trong khi tất cả mọi người quân dân tránh đều hoảng loạn, tìm cách chạy thoát ách cộng sản, thì số mệnh lại một lần nữa đưa đẩy để Tổng thống Thiệu ở vào một hoàn cảnh mà sự ra đi của ông lại là một hành động hy sinh cho đất nước. Ông đã may mắn khi rời quân đội bước vào chính trường, ông lại may mắn rời đất nước để đóng vai người tị nạn số 1 của miền Nam. Ông được Hoa Kỳ hộ tống qua Đài Loan, uống trà với Tổng thống Tưởng Kinh Quốc, luận bàn thế sự, rồi qua Anh Quốc một thời gian trước khi về định cư ở Boston, Hoa Kỳ. Với tư cách tổng thống, khi ông tuyên bố từ chức, tôi còn nhớ rõ mà, ông nói tôi xin từ chức để trở về quân đội. Ông nói cái đó và ông không có trở về quân đội. Ông trao quyền lại cho ông Trần Văn Hương, mà rõ ràng những cái diễn biến sau đó rất xáo trộn, ông Hương không biết xoay sở như thế nào. Thì rõ ràng là ông làm cái việc đó mà ông không có chuẩn bị. Những cái biến chuyển quân sự rút ở tại miền Trung như thế nào, bỏ Huế như thế nào,
cho mình thấy cái khả năng và cái nhìn của ông và cái đảm lược ông như một nhà lãnh đạo quân sự. Cái thái độ của ông khi giao quyền lại cho ông Trần Văn Hương cho mình thấy cái đảm lược của ông và cái nhìn của ông và cái tư cách của ông như tư cách một nhà lãnh đạo làm tổng thống. Và sau đó khi ông nói ông trở về quân đội thì ông không trở về quân đội. Và ông bỏ ông đi nước, ông đi ra ngoại quốc. Tôi thấy đó không phải là cái hành động của một nhà lãnh đạo, của một người yêu nước, vì là trong cái hoàn cảnh như lúc đó phải chung sức với nhau để mà cứu vãn tình thế, thì ông lại để trong cái chế lúc mà dầu sôi lửa bỏng như vậy ông bỏ ra đi ngoài. Cái nhận xét của tôi về những cái hành động của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là như vậy. Chiều nay có một người đôi mắt buồn nhìn xa xăm về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha, và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi đó là người gì tan buồn ngày ra đi lặng câm trong đớn đau, và đêm khuya về trong đôi mắt sâu đời như chôn vào con phố.